Chờ đợi mãi cuối cùng giờ cũng đến. Ở tuần này thì tôi tin chắc rằng là tất cả quý vị và các bạn cũng đều mong chờ giống như chúng tôi xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thưa quý vị và tất cả các bạn, thật là vui khi bên cạnh tôi trong chương trình hôm nay vẫn là Thùy Trang và Lan Phương, hai cô gái vô cùng xinh đẹp, và tôi cảm thấy rất là vinh dự khi ngồi cùng họ và trở thành những người bình luận cho chương trình của chúng ta. Chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn. 7 thành viên đang có những ngày hoạt động tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Cò đột ngột dừng lại trong cuộc đua đến trái tim chim sẻ, trong khi máy bay vẫn chưa biết điều đó. Và trong mắt anh, cò vẫn là đối thủ đúng nghĩa. Gà Điện và Ròm đang dần trở thành một cặp đôi đáng yêu trên xe hồng. Dù có đôi lúc cãi vã, Ngựa Vằn vẫn mải mê vai trò quản trò của mình. Câu chuyện tình yêu trên hành trình đang lúc êm đềm, nhưng ẩn chứa những đột biến bất ngờ. Mời các bạn cùng theo dõi. Sáng sớm hôm đó, có một nhân vật đã xuất hiện bên hành lang phòng nữ. Chim sẻ. Và bên hành lang của phòng nam thì... Dậy đi! Đi lên đi! Hôm nay trời có đẹp không? Cũng được. Đây là lần đầu tiên trong đời tập thể dục của bãi biển. Em cũng vậy. Đã có những thời gian anh mơ ước là có một cuộc sống và một căn nhà bên biển. Có lẽ sau khi rời hành trình này thì anh sẽ lấy một cô vợ ở thôn quê. Sẽ một căn nhà nhỏ. Ở gần biển hả? Hồi đó em nói là nếu mà có người yêu thì sẽ cùng nhau đi dạo biển đêm. Sáng ngày mai bà hay đi đâu sớm như ta? người ta chụp đồng, người ta dạy, người ta rượu. Thằng bạn người ta đi tập thể dục. Mà mình phải ngủ đủ giấc, mình mới tập thể dục được chứ. Còn không đủ giấc thì sẽ chết. Dường như họ định gây gổ nhau để thay cho bữa ăn sáng. Hôm qua học cũng nói câu tình chưa có tình cảm với thầy. Bốn chàng trai lúc nào cũng nói gì. Tôi làm gì vô hình liên mang cho mình cảm nãy lắm thì. Ê, bạn giống Thánh quá. Liên men là sao? Chưa gì nữa. Cứ tình hình thế này thì họ sẽ cãi nhau để thay cho cả bữa cơm trưa luôn. Tình cảm của tôi với Gà Điền so với ba chàng kia là khác. Nó có cảm xúc mà chưa hẳn là tình cảm. Một cái gì đó tình cảm đó. Có gì chơi những câu nguyện biện, lúc nào hẹn ra lúc nào họ cũng nói những câu đó. Không giống như cặp đôi kẻ tám lạng người nửa cân. Dù chim sẻ ra biển từ lúc sáng sớm, ánh mắt máy bay có vẻ trầm tư khác thường. Đến lúc này thì chắc chắn rồi, mình chưa có thể xác định được là bản thân mình muốn gì, muốn đi tiếp hay là muốn tìm một người của mình, bảo đảm. Giờ là cũng nói chuyện với hai người. Giờ mà làm không nói ra, mốt là không còn họ nào để nói. Lời nói vừa rồi của Gà Điện có thể xem là một hành vi hăm dọa tình cảm. Với người đâu có hay rằng em yêu người. Mà em không biết nói sao, quên biết bấy lâu. Tiếng ngân tình em chưa dám chào. Nhiều khi em muốn nói ra, nhưng khó biết bao. Vì em là con gái, chưa từng ngỏ lời cùng ơi. Không biết anh chàng có hiểu những điều Ròm vừa gửi gắm qua bài hát không? Càng ngày những hành động của Ròm hả, làm cho suy nghĩ của cô gái càng ngày chính xác. Ròm muốn tiếp tục hành trình, là phải tìm hiểu một người nào đó. Tôi thấy mình có suy nghĩ đó, mình mâu thuẫn đó. Tại sao cứ phải có tình cảm với một người thì mới đi tiếp được hành trình? Cái chuyện mà không có tình cảm thì mới càng dễ tiếp tục hành trình chứ. Còn nhiều cái lắm, nhiều hình ảnh nữa anh chị. 10 người lên bước lên đây hả, 8-9 người để ý những cái chuyện đó. Nhưng người đã đi lên đây mà để ý vậy mà hình ảnh nó quá không khí, quá sai lầm. Đi trên hành trình hả, mỗi đường người có một lần sẽ không sống thật với hình mình đi, hoặc là làm cái gì mình muốn đi chứ để ý mà mặc hình ảnh làm gì, mấy cái vớ vẩn. Đúng là ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu. Gia đình nói là gia đình cần sự rõ ràng.
Gia đình nói là gia đình cần sự rõ ràng. Cái gì đó thành thật từ lòng thì như vậy. Gia đình mới quan trọng lòng đúng không? Để gia đình biết có gì gia đình còn chuyển hướng rồi đúng không? Cái chuyện chuyển hướng hay không là còn để sau này. Ít ra hả, ai cũng vậy, ai cũng cần cái sự rõ ràng hết đó. Tình cảm nó phải một sớm một chiều, muốn chuyển hướng là chuyển hướng đó. Đâu đơn giản vậy, nếu mà rồi mình nghĩ cái tình cảm của Hà Điện mà từ hồi đầu giờ mà để tìm hiểu rồi này nọ, nó ra cho làm biết để nó hỏi rồi đàng hoàng để rồi nó hẳn ra cái chuyển hướng thì rồi coi tình cảm quá rẻ tiền. Trong khi đó, máy bay đã có một buổi sáng thật khó hiểu. Gần như không có một lời nào được thốt ra từ lúc ngồi bên cạnh chim sẻ. Phải chăng đây là dấu hiệu của sự chuyển hướng? Gia đình tìm hiểu người khác đi. Rồi nghĩ ra không thích hợp để cho gia đình tốn công sức nữa. Rồi mới lớn mà gia đình nghe vậy. Rồi nói gia đình tìm hiểu người khác đi. Rồi không có thích hợp để cho gia đình tốn nhiều công sức nữa đâu. Cái chuyện mà gà điện sẽ tìm hiểu ai hay sẽ làm những gì thì cái đó là bản thân gà điện biết chứ không cần rồi nó hẳn ra là rồi không có quyền gì bắt gà điện phải tìm hiểu người này người nào kia là không tìm hiểu rồi. Qua cuộc nói chuyện này rồi không muốn gà điện đặt tình cảm với rồi nữa, nhưng gà điện thích đặt tình cảm với rồi thì sao? Rồi không muốn giải thích tại vì rồi về trước đi. Không, cái chuyện không muốn giải thích thật ra không có gì để giải thích. Dường như sáng nay có những cơn sóng lớn không nằm dưới biển. Hai người đàn ông khác hẳn nhau đúng không? Đúng rồi. Cái điện máy bay bây khác giờ bạn lại hẳn tìm nhau. Đàn ông giống nhau thì vứt. Nhưng mà khác nhau quá về những cái căn bản, những cái cách suy nghĩ, cái căn bản nhất về tình yêu và về cuộc sống thì hai bạn ấy hoàn toàn khác nhau. Gái điện chân thật biết bao nhiêu, thật thà biết bao nhiêu, sống thật với cảm xúc của mình và không sợ lo ngại bất cứ một cái gì thuộc về hình ảnh. Còn máy bay thì sao? Còn máy bay thì anh chàng này anh ấy sắp sửa hết nhiên liệu rồi, thấy rõ luôn. Bởi vì cái việc mà cứ chạy qua chạy lại như thế mà cuối cùng là ngồi bên cạnh chim sẻ cũng chẳng nói gì được. Nhưng mà tại sao anh lại nói là sau cuộc hành trình này thì anh sẽ về lấy một cô là cô gái quê và thì cùng nói sống thì... Cứ nói thôi. Tôi nói rồi. Máy bay vô tình rơi vào một tình huống là chiếu tướng chính mình. Không. Đứng đấy và tự có chiến thắng mang đến cho mình. Và anh ấy ngủ quên trên chiến thắng. Và tôi cũng đã phỏng đoán rồi, nếu như bây giờ có một ai đó quay đầu thì lập tức máy bay sẽ hiểu được rằng là mình cần ai. Thông qua hai câu chuyện của bé Ròm, gà điện, chim sẻ và máy bay, tôi mới rút ra được một kết luận. Tức là buổi sáng sớm không thích hợp cho nói chuyện tình cảm. Mình xem tiếp đi. Đúng rồi, sáng sớm nó giờ đấy ngủ cho nó suốt đời. Sáng nay, các thành viên sẽ tiếp tục chuỗi hoạt động kêu gọi quyên góp mỗi người một cuốn tập, một cây viết cho học sinh vùng sâu vùng xa. Và địa điểm tiếp theo là chợ Đầm, thành phố Quy Nhơn. Hôm nay tụi con ghé thăm chợ Đầm thì tụi con muốn mong muốn là gây quỹ từ thiện để giúp cho những trẻ em ở vùng sâu vùng xa chú. Tụi con sẽ bán nhà tranh miễn phí cho mọi người. Và từ đó tụi con sẽ kêu gọi mọi người đóng góp cho hành trình của tụi con. Đây. Ngay khi tất cả nhóm vừa mới bắt đầu thì có hai hoặc ba cô chú đi qua nói đồ khùng ra giữa chợ, đứng giữa đường để nhảy, trưa nắng mình bị dội lại. Nhưng mà sau đấy thì lúc mà đi vào trong chợ thì thấy gần như toàn bộ những các cô các chú mà các cái cô các mẹ mà ngồi bán rau á, họ bán từng mớ rau 1.000, 2.000, mỗi bó rau họ chỉ lời khoảng 100, 200 nhỏ, mà các cô cầm cái tờ tiền 2.000 đó và các cô gấp lại rất là kỹ càng và trân trọng, cô đặt nó vào cái thùng đấy. Mùi cá, mùi tôm, cái mùi tiền, cái tiền đồng tiền nó rất là hôi. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là nhận thấy được là mọi người cũng đã cùng nhau làm việc hết sức mình. Những cái đồng tiền đó, những người mà đã có cái tấm lòng quyên góp cho mình á, tất cả mọi người đều rất là quý. Đứng 95 đồng, còn không biết làm gì hết.
rất là lúng túng, rất là lúng ta lúng túng, không biết mình có làm được hay không. Nhưng mà khi bật nhạc lên cũng nhảy tới luôn, nhảy tới bến luôn, rồi các bác các cô chú đã vào đưa tiền, nó còn thấy là rồi thành công, như là thành công rồi. Đi buôn bán như vậy, những cái thứ nhỏ thôi và những cái đồng lại của họ kiếm rất là ít, nhưng mà họ sẵn sàng họ bỏ ra, họ ủng hộ cho cái chương trình mình, thì Rom thật sự rất là cảm kích. Đây 800 nè. 870. Wow. Không có. Các bạn thật là tuyệt vời. 870.000 ngoài dự kiến. Và 7 thành viên đã quyết định dùng số tiền nhận được từ các hoạt động tại thành phố Quy Nhơn để đi mua tập viết và chuẩn bị cho những chặng đường sắp tới.